Ngày riêng công kỵ là ngày gì? Chắc là cũng không mấy ai được biết. Thưa quý vị, là ngày riêng công kỵ là ngày xấu mà riêng Quân Tùng đời đường đã khám phá ra cũng như là đưa vào thực tiễn, đặc biệt là trong ngành xây dựng. Và theo đó, một năm có 13 ngày riêng công thì mỗi tháng có một ngày, và riêng tháng 7 âm lịch âm khí phát sinh và dương khí thì suy tàn nên có 2 ngày. Theo đó, tháng 7 âm lịch có 2 ngày xấu nên trong sự đều không nên làm là ngày 8 và ngày 29 âm lịch. Ngày công kỵ là ngày xấu nên mọi sự đều khó thành, và là ngày kỵ nhật xấu cho mọi việc, nhưng đặc biệt là xấu với việc xây dựng. Đó là những công việc liên quan đến đồng thổ, tôn tạo, tu phần mồ mả, khởi công, cất nóc, kể cả việc thuộc phong thủy âm trạch như là mộ phần hay là an táng cũng không nên làm. Nếu lựa chọn những cái ngày riêng công kỵ để thực hiện trọng đại thì rất là dễ có thể có những cái hậu quả nặng nề, gia chủ gặp những cái vấn đề rủi ro trong thời gian dài sau đó, quý vị nhé.